aminoglycoside đường uống, kháng sinh đường tiêu hóa, kìm khuẩn, không bị hấp thu, các thuốc trong nhóm, neomycin viên nén. Isaac viên ngậm 2,5mg Lobasanh viên ngậm 2,5mg Neomycin Diamond viên nén Streptomycin Scheperin năng 125mg, 75mg. Streptomycin sunfat cộng 50mg Bexperin. Chú ý khi chỉ định thuốc, cần theo dõi mức độ 1. Suy thận, mặc dầu bình thường aminoside được hấp thu qua ruột rất ít, nhưng vẫn nên thận trọng khi niêm mạc đường tiêu hóa ở người suy thận bị tổn thương. tương tác thuốc, cân nhắc nguy cơ, lợi ích, mức độ 3, aminoglycoside tương tác với axit trenodesoxycholic hoặc dẫn chất. Phân tích Acid ursogenodesoxycholic góp phần làm tăng tỷ lệ axit mật cholesterol, nhờ tác dụng làm cân bằng các thành phần tạo nên mật. Cho nên acid ursogenodesoxycholic có thể góp phần làm giảm khối lượng các sỏi mật cholesterolic khi tạo phức với axit ursodesoxycholic như cholesterol, các kháng axit hoặc khi làm tăng độ bão hòa của mật như neomycin đường uống, estrogen, progesterone, fibrate thì hoạt tính của axit ursodesoxycholic bị giảm. Xử lý Việc điều trị với axit ursodesoxycholic là dài hạn từ 6 tháng đến 1 năm cần tránh thất bại trong điều trị, vì vậy không dùng kết hợp với các thuốc khác làm giảm hiệu quả của nó. Trừ trường hợp việc dùng kết hợp này chỉ thực hiện trong một thời gian rất ngắn. Aminoglycoside tương tác với các phenicol. Phân tích tác dụng kìm khuẩn của các phenicol đối kháng với tác dụng diệt khuẩn của các aminoside uống có tác dụng trên các vi khuẩn đang ở giai đoạn phát triển theo hàm mũ sự đối kháng gây hại trong việc điều trị viêm màng não cần phải có một tác dụng nhanh và mạnh xử lý chú ý tới nguy cơ này trong tình trạng sinh lý bệnh học cụ thể sự kết hợp có thể thực hiện với một vài thuốc cụ thể đối với một số chủng khuẩn cụ thể chú ý đến nồng độ ức chế tối thiểu mick tương tác cẩn thận trọng, mức độ 2, aminoglycoside tương tác với methotrexate. Phân tích, có thể có hiện tượng giảm hấp thu methotrexate, giảm các tạp khuẩn ruột có tác dụng chuyển hóa methotrexate và giảm đáp ứng với methotrexate. Xử lý, chỉ dùng kết hợp methotrexate với aminoside đường uống ở cơ sở chuyên khoa và phải rất thận trọng. aminoglycoside tương tác với glycoside trợ tim. Phân tích đặc biệt khi kết hợp với neomycin. Kháng sinh này làm chậm sự hấp thu của digoxin. Ngay khi digoxin được uống trước 6 giờ, có thể là neomycin đã tiêu diệt các tạp khuẩn ruột, làm kéo dài tác dụng của các thuốc digitalis thông qua ức chế sự thoái biến digoxin. Xử lý, khi kết hợp thuốc, phải theo dõi nồng độ digoxin trong huyết thanh một số dấu hiệu nhiễm độc các thuốc Dizotelis là buồn nôn, nôn và rối loạn thị giác nhìn màu. Aminoglycoside tương tác với thuốc uống chống đông máu kháng vitamin K, phân tích có sự tăng hiệu quả kháng vitamin K. Có thể do tác dụng của aminoside còn nằm trong khoang ruột trên tạp khuẩn ruột sản sinh vitamin K hay do làm giảm sự hấp thu vitamin K, xử lý, nếu kết hợp thuốc phải tăng cường theo dõi liệu pháp kháng vitamin K thông qua tỷ lệ chuẩn quốc tế INR hay thời gian prothrombin hiệu chỉnh liều lúc bắt đầu và lúc kết thúc điều trị với aminosai nếu thấy cần tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định là cuốn sách giúp bác sĩ thực hành kê đơn tốt dược sĩ thực hành dược tốt và điều dưỡng thực hành dùng thuốc đúng cách theo dõi phát hiện biểu hiện bất thường của người bệnh khi dùng thuốc. Đặc biệt trong những trường hợp bắt buộc cần kết hợp thuốc cho người bệnh thì bác sĩ có thể tiên đoán và chuẩn bị xử trí khi có tương tác bất lợi xảy ra nhằm thực hiện sử dụng thuốc hợp lý. An toàn cho người bệnh, các bạn nhớ thích, chia sẻ, đăng ký kênh khi thấy video có ích nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, video được thực hiện. Dương Thanh thơ.